ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Sao rồi anh? Không bắt máy. Chết rồi. Vậy giờ mình tính sao đây? Biết tìm chị ở đâu? Biết tính sao giờ đây? Ui thiệt tình luôn á. Anh chị mà có chuyện gì là chắc tôi chết, tôi nghỉ việc luôn á. Ủa mắc cái gì anh nghỉ việc hả? Hả? Tôi thấy bình thường mà. Tại bả làm quá thôi. Trời ơi anh nghĩ sao mà cái chuyện này bình thường vậy hả? Không có bình thường được. 10 người phụ nữ gặp cái chuyện này là hết 11 người là người ta thấy sốc rồi. Sốc lắm á. Ủa cái gì sốc? Tôi thấy bình thường mà. Tôi đâu có chuyện gì mà sốc. Đúng không? Ôi đó là anh thấy bình thường là tại anh muốn như vậy. Còn người ta đâu có muốn đâu. Người ta thấy bất thường, anh hiểu không? Không được, chết rồi. Mà tôi nghĩ lại cái chuyện này có một phần lỗi là do tôi nữa. Chết thiệt chứ. Anh nói gì vậy? Làm gì mà lỗi tại anh? Trời ơi sao không lỗi? Em lỗi quá lỗi luôn á. Hôm qua em biết cái chuyện vậy, em không cản anh thì thôi, mà em còn hùa vô em hưởng ứng nhiệt liệt với anh nữa. Chết trời, trời. Anh nghĩ là anh cản được tôi hả? Tôi không làm với anh thì tôi cũng tìm người khác tôi làm à. Đúng không? Anh nhiệt liệt vậy luôn hả? Chứ sao? Anh muốn làm vậy luôn hả? Một khi tôi đã muốn làm là không ai cản được tôi hết. Trời ơi. Hiểu chưa? Thôi được rồi, cái chuyện nó đã lỡ rồi ha. Bây giờ quan trọng là mình tính cái cách làm sao để giải quyết êm đẹp. Giờ anh muốn giải quyết làm sao? Tính cái gì nữa là tính. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Dạ. Mình cứ bình thường mà sống. Hiểu chưa? Mặc kệ hết tất cả. Miễn sao mình thấy hạnh phúc là được rồi. Anh hiểu không? Bây giờ tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn có một cái chuyện gì xung quanh tôi nữa. Dạ, em sẽ tập làm quen với hạnh phúc. Thôi được được rồi. Bây giờ anh muốn đi đâu em chở anh đi. Dạ. Bây giờ chở tôi đi khách sạn đi. Dạ. Hả? Nữa? Cái gì vậy? Trời ơi cái gì? Tôi phải đi đến khách sạn, vợ tôi bỏ đi rồi. Tôi phải đi đến khách sạn này khách sạn kia tìm vợ tôi. Lỡ vợ tôi ở đó thì sao? À chỉ bỏ nhà đi chỉ mướn khách sạn hả? Trời, anh phải nói rõ ràng, anh nói bóng nói gió vậy làm em rõ ràng cái gì? Hết hồn. Dạ dạ đi. Mệt, mời anh. Dạ mời anh. Alo, Hải hả? Rồi, ok, anh tới liền. Đi. Lính. Thôi con đừng có khóc nữa con. Bây giờ cái chuyện vợ chồng á, cắn đắng rồi á, không hiểu nhau rồi cái lộn là cái chuyện bình thường. Nói chung là tụi con phải biết dẹp cái tôi của mình lại. Chứ bây giờ đứa nào cũng đòi thắng thì mẹ nghĩ là không có hạnh phúc được, con hiểu không? Bây giờ cứ hở chút cái đi ra đường, hở chút cái bỏ đi, rồi hở chút cái ly dị. Trời ơi, làm vậy người ta coi thường gia đình mình lắm, con hiểu không? Đâu có hở chút đâu mẹ, đây là lần đầu tiên mà mẹ. Đúng rồi, lần đầu coi như là lần cuối, mẹ cho chỉ vậy đi nha. Con bị điên hả? Cái bài hát đó xưa rồi. Bây giờ là có lần đầu là sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, hiểu chưa? Không có lần thứ hai, thứ ba gì nữa đâu mẹ. Lần này là con đi luôn, con không trở về nữa đâu. Không có lần sau nữa đâu mẹ ơi. Thôi, lần thứ ba đi luôn trời. Tự nhiên đi luôn là đi luôn làm sao? Trời đất ơi, nó nói như vậy là mẹ không có đồng ý rồi đó nghe. Bây giờ nếu mà con đã nói như vậy là không có lần đầu luôn. Đi về, mẹ dắt con về. Thôi con không có về cái nhà đó nữa đâu mẹ ơi. Con không có chịu đựng được đâu mẹ ơi. Con Liên kia mày làm gì mà khóc hùa vậy? Con làm gì mà khóc hùa vậy? Tại bi kịch của con hả? Con buồn phụ. Buồn phụ? Mẹ đã đang rối não lên rồi đi. Mày giải quyết chuyện của nó mày muốn chết rồi. Con còn hùa theo nữa. Con phải cười để cho em nó thấy niềm tin cuộc sống. Con hiểu chưa? Con là chị của bả mà mẹ. Mày là chị là trong cái vai vế thôi, còn tuổi đời mày thua nó, mày hiểu chưa? Bắt bẻ nữa. Bắt bẻ nữa hả? Khóc mà còn bắt bẻ nữa à? Bây giờ nghe mẹ nói nè. Mẹ sẽ dắt con về. Hiểu không?
Chứ lý do gì mà nhà của mình không chịu về? Ôi, con không nói cho mẹ nghe đâu. Nó không nói, con nói cho mẹ nghe đi. Con thấy cái gì, con sợ cái gì mà con không bước chân về nhà con? Con nói cho mẹ nghe. Sợ cái cảnh tượng đó lắm mẹ ơi, ghê lắm mẹ. Ghê lắm trời, ghê dễ sao. Con hùa đó, cái con hùa nữa. Dạ. Thế mà nhiều khi mẹ suy nghĩ mẹ không biết là cái thằng Hải con mẹ nó bị lây con hay là con lây thằng Hải, mà bây giờ hai vợ chồng mày tưng tưng quá rồi, thiệt luôn á. Nhưng mà thiệt tình là cái cảnh tượng nó kinh khủng lắm, cũng có nói được, mặc dù con không có chứng kiến nhưng mà nó ghê lắm, ghê lắm, trời ghê lắm. Ghê không, không chứng kiến mà biết nó ghê. Mày bị điên rồi, hai đứa bay điên hết rồi. Nói cho mẹ nghe cảnh tượng gì. Nếu mà con cảm thấy con không nói được thì con nói cho mẹ nghe con thấy cảnh tượng gì. Cảnh tượng ghê lắm, ghê lắm, ghê lắm. Sợ lắm mẹ ơi, sợ lắm. Ủa, nhà có ma hay sao vậy? Còn hơn ma nữa mẹ, cái này là quỷ luôn. Quỷ luôn mẹ, quỷ luôn. Trời đất ơi, trời ơi, nhà con có quỷ luôn á hả? Trời ơi, rồi rồi con gặp quỷ ở buổi nào? Con gặp buổi xế xế chiều, tức là xăm xẩm á, hay là con gặp giữa đêm? Con gặp buổi sáng luôn á mẹ. Trời đất ơi, nó đang mặt luôn á mẹ. Bởi vậy ta nói cửa địa ngục mở đó là vậy đó. Bây giờ gặp lờn khơn hết trơn á, trời ghê quá. Nhưng mà cái cảnh tượng này, con nghĩ là cái chuyện này nó đã xảy ra trong nhà con lâu rồi, nó tiềm ẩn lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ con mới phát hiện ra, con sốc lắm mẹ ơi. Sốc lắm, không có sốc. Bây giờ gặp quỷ thì mình né quỷ thôi chứ không có gì hết trơn á. Mẹ sẽ kiếm thầy kiếm bà về, yên tâm đi. Còn ngày hôm nay con ở đây đi, con điện thoại cho anh hai, kêu anh hai qua đây ở luôn. Trời ơi, anh hai mới là quỷ đó. Mày nói cái gì vậy? Đó là con của mẹ mà sao con chửi nó là quỷ? Mẹ, anh Hưng không phải là quỷ, nhưng mà kế bên anh Hưng là nguyên một con quỷ dữ đó, đúng mẹ. Con quỷ kế bên. Trời ơi, chết rồi, con của mẹ bị quỷ nhập hả? Trời, nó bị quỷ nhập hả con? Bởi vì con không thể nào trở về căn nhà đó được đâu. Bây giờ mà mẹ không cho con ở đây, con đi ra khách sạn ở chứ con không về đó gặp quỷ đâu. Thôi thôi, không ở khách sạn. Con ở khách sạn là mẹ còn lo hơn nữa. Bây giờ vậy đi, con ở đây, ở tại nhà này. Con dắt chị của con đi lên phòng của mẹ. Trời ơi, mẹ. Dạ, mẹ cho con ở lại đây á mẹ. Cho chứ sao không cho. Cảm ơn mẹ đã hiểu sao con. Mẹ cao cả quá vậy, mẹ nhường nguyên cái phòng của mẹ cho bà luôn hả? Bà hên quá vậy. Con bị điên rồi. Dạ. Tại sao phải nhường? Nó ở chung với mẹ, có gì đâu phải nhường. À dạ dạ dạ, mẹ con nhường con ngủ đất nghe. Còn nếu mà ngủ đất mà con không quen thì con lên ngủ chung với mẹ. Thôi nha, cũng được mà. Quá được luôn chứ mẹ. Gì không được. Đi, đi lên lầu. Cảm ơn mẹ đã hiểu con. Đi 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 nhanh lên. Ôi cái bà này đi nến nến. Ở nhà có quỷ là sao trời? Ghê quá à. Hai, nói em biết đi. Chuyện gì? Thì cái chuyện của anh chị đó sao rồi? Chuyện anh chị sao? Chị, ai mà biết anh thì bà Ngọc bà kể chứ đó. Cái gì? Bà Ngọc bà kể cho em nghe hả? Kể cái chuyện gì xong xong kể cho anh nghe mà kể em nghe. Chị... Nè nè mày ha. Đừng nói tao là có chuyện gì mờ ám vậy mày. Mờ ám gì không biết nữa, em là em đang giúp cho anh mà sao tự nhiên anh nói gì giống như anh đang nghe ghen ngược gì với em vậy? Giúp gì kỳ vậy? Thì tại vì nè, giống như là bà Ngọc có qua nhà mẹ ở cho nên là em biết chuyện, hiểu không? Ủa vậy hả? Ừ, sao? Chuyện sao? Trả lời em biết coi. Nói chung là vợ chồng gây lộn bình thường thôi, thì vợ chồng mày cũng gây lộn đó đúng không? Biết là như vậy, vấn đề không phải là gây lộn á, mà chính thức mà hiểu đúng á là gây lộn vấn đề. Cái gì? Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất.